Yeah.
Để cho vị hương linh
bây giờ bạn lần hai quý báo hai thì đường xa xa xôi các vấn đề chuyển mùi cũng muốn chút thời gian để hộ niệm nhân ngày thì con để mẹ của thị lương thì hiện bây giờ cũng muốn nói gì hơn thì chân thành cảm ơn tất cả các vấn đề chuyển mùi đã quý chút thời giờ quý báo đến đây để niệm Phật phần hướng cho mẹ lần này gia đình tôi cũng chúc các anh trong sạch thân thiết mà cũng để cũng đủ chính thức thời gian để dùng những lời cùng gia đình này. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lại đức từ phụ A Di Đà Phật. Xin hãy gia hộ độ trì cho con. Từ nay cho đến khi con thành tựu con đường giác ngộ giải thoát. Giải thoát vạn sanh về tịnh độ. Trên lộ trình tu tập của con, nguyện cho tâm của con không kết quan trái với bất kỳ một chúng sanh nào. Nguyện cho tâm của con không nuôi dưỡng phiền não và sân hận. Nguyện cho thân và tâm của con luôn được hạnh phúc và an vui trong ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Sắc thân Di Đà như núi vàng, tướng hảo quang minh chiếu mười phương. Chỉ người niệm Phật được nhiếp thọ, nên biết bản nguyện mạnh vô cùng. Sáu phương Như Lai hiện lợi chứng, chuyên xưng danh hiệu đến Tây Phương. Đến đó qua nở nghe diệu pháp, nguyện hành thập địa tự nhiên thành. Quý mạng lễ Thank you.
Phật cung hỉnh đại chúng dùng tiểu hợp